Con chào mẹ, con đi học về rồi ạ. Đi học về rồi hả con? Vào thay quần áo đi, con ra ăn cơm nhá. Vâng ạ. Mà quần áo của nó mình cho hết vào máy giặt rồi mà nhờ. Thôi, cho nó mặc tạm cái váy của mình vậy. Hoàng ơi, đi ra ăn cơm nè, quần áo mẹ giặt hết rồi, con mặc tạm. Con có 400 đề toán nữa cần phải làm xong trong hôm nay. Tháng sau lớp con kiểm tra 15 phút môn thể dục rồi. Ui, đúng là con trai ngoan của mẹ. Thế thôi, con cứ học đi. Để mẹ cơm rót nước bưng tận phòng cho con nhá. Đây, mọi việc đã có mẹ lo hết rồi. Con chỉ cần học hành chăm chỉ để mẹ ngẩng mặt với hàng xóm, phổng mũi với họ hàng, tự hào với đất nước mà hãnh diện với bạn bè Lục Châu. Dạ vâng ạ. Tức nóng, một chàng trai do phải làm quá nhiều bài tập trong thời gian ngắn nên đã bị mỏi tay. Hơn nữa chàng trai ấy còn bị tổn thương tinh thần, ung thư trí tuệ, rối loạn suy nghĩ. Thật đáng báo động cho phụ huynh các con em. Ôi dồi ôi, thế này là không ổn rồi. Cứ cái đà này chắc thằng Hoàng sẽ đi vào vết xe đỏ mất. Chàng, mày không thể để con mày như thế được. Mình phải tìm mọi cách để kìm hãm cái sự ham muốn học hành của nó lại thì mới được. Ôi con ơi, học hành là chuyện cả đời. Hôm nay mẹ con mình phá lệ đi chơi một hôm cho nó khuây khỏa nhá. Không được, con có 19 đề hóa 53 đề. Đây, vô vàn trò chơi để cho con lựa chọn nhá. Cô lăng tàn lá ô tô này, xích đu, chạy bộ, cưỡi ngựa, chạm. Đấy, sơ sơ là như vậy. Nói chung còn nhiều trò lắm. Nhưng mà thôi, con tự đi khám phá đi. Chứ mẹ già có tuổi rồi, không đú theo được. Ơ, cái thằng này đâu rồi? Ta có M bằng 50kg. Suy ra áp dụng công thức trên ta có E bằng 50kg ánh sáng. Mẹ đã bảo hôm nay phá lệ rồi cơ mà. Tại đây nhiều trò hiện đại mới lạ quá nên là con tò mò xem cấu trúc như thế nào mẹ ạ. Không thích hiện đại à? Thôi rồi, thế mẹ sẽ dẫn con về nơi có hoa vàng chết. Đồng xanh gió dù êm và mây nâng bước chân em về. Đấy, có thấy không? Quê hương là một vùng quê yên bình và mộc mạc. Về nơi đây, con có thể hít thở không khí trong lành, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Hơn hết là con sẽ nhận ra được một điều. Ở đây có gió, tức là có không khí. Suy ra ta có CO2. Là cái gì nữa đây? Thành phần cấu tạo nên viên đá chủ yếu là CaCO3. Sau đó ta nhúng viên đá xuống nước, tức là phản ứng với H2O. Từ đó tạo ra axit H2CO3. Suy ra nước chảy đá mòn. Ôi trời ơi con ơi, sao đi đâu mày có lôi sách vở đã học được thế hả con? Tại bấy lâu nay con cứ thắc mắc cái câu nước chảy đá mòn là sự thật hay là nói phét mẹ ạ. Thôi rồi, bây giờ mẹ không chuyện địa điểm nữa. Bây giờ con thích đi đâu thì mẹ dẫn đi. Con á, con thích đi đâu có làn nước trong xanh với cá bơi lội tung tăng mẹ ạ. Sở thích cũng lạ lùng phết nhỉ. Nhưng mà không sao, con thích á, thì mẹ chiều. Ui, cá hôm nay tươi của em nhỉ, bao nhiêu tiền một cân đây em? Ý con là thủy cung mà mẹ. Ô thế à? Thì ở đây cũng có cá có nước nên là mẹ cứ tưởng. Thôi con ngắm tạm đi, đằng nào mẹ cũng tiện đi chợ tối còn về nấu cơm. Em ơi, lấy chị 5.000 thịt ba chỉ cá nhá. Nhà chị có 5 người thôi, sợ mua nhiều quá và ăn không hết. Thế để em lấy cho chị cái vẩy. Ừ, nhanh nhanh cái tay lên cho chị còn về. Khoan đã. Mấy miếng vẩy cá này nặng có nửa lạng. Mà rõ ràng lúc nãy cô bảo 70.000 một cân. Tức là cái chỗ này chỉ hết 4.900. Sao cháu có thể tính chuẩn từng mét như vậy? Nó từng đại học sinh giỏi bằng cấu trương cấp thôn đấy em ạ. Đây, chị cầm thêm cá về linh trong làn nước nhé. Đấy, chị thấy không? Bây giờ em làm mọi cách rồi mà đi đâu thằng Hoàng nó cũng mang sách vở theo học. Em không biết phải làm như thế nào nữa chị ạ. Ô hay em này buồn cười thật. Con cái chăm chỉ học thì phải mừng chứ. Chị đây muốn còn trả được. Con chị suốt ngày đi ký hợp đồng với các cá mập này. Ngày đem về dăm 7 tỷ bảo chị tiêu đây này. Mà bọn trẻ đứa nào chả thích chơi game. Sao em tậu laptop gaming quốc dân của Acer ấy. Cấu hình cực mạnh, thiết kế cực ngầu. Bảo hành 3 ngày một đổi một. Từ mùng 1 tháng 7 mà sắm em nó là được tặng bàn phím 2 củ năm này đấy. Ui, cuộc đời em may mắn lắm mới gặp được chị. Thôi rồi, để em thử cách cuối cùng này xem sao. Áp dụng định lý Pitago, ta có hai đường thẳng song song thì vuông góc. Mẹ nhà người ta kiểu. Ơ kìa, bê chú đi. Mẹ ơi, con bảo. Nói. Mẹ cho con 5.000 đi chơi với người yêu được không ạ? Mày dám xin 5.000 đi chơi người yêu cả? Dạ con Đây, cầm lấy 50 đi chơi người yêu cho thoải mái. Chứ cầm mỗi 5.000 thì mày định nấu bữa cơm cho 5 người ăn vô tư hả con? Con cảm ơn mẹ ạ. Tên này ăn xong lại có tiền đi cà phê rồi. Hả? Mày định đi uống nước nữa á? Thế mày định mua một cốc xin ai uống mút uống chung à? Thì con tưởng thế nó mới tình cảm lãng mạn kiểu hôn nhau gián tiếp đi. Không được. Mồm mày thơm tho lắm ý mà đòi hôn con người ta. Cái bàn chải tao tậu cho mày từ hồi đầy tháng giờ vẫn còn mới tinh kìa. Mẹ chỉ được cái nói quá. Này,
cầm lâm lét mà uống nước cho chóe mồm luôn đi. Cho nó lên đỉnh núi Himalaya mà uống cho nó mát. Ui, mẹ yêu của con đúng là tuyệt vời nhất. Quả này lại được lân la xem phim vô nước ngỏng nước rồi. À đấy, này còn đi xem phim nữa. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi con ạ. Ấn tượng lần đầu hẹn hò quan trọng lắm. Thế phải làm sao hả mẹ? Đấy, mẹ mới thầu căn biệt thự ngay giữa Hồ Hoàn Kiếm. Hai đứa qua đấy bật máy chiếu xem phim cho mới lạ. Chúc mừng bà Nguyễn Thị Thiên Mai đã đạt giải người mẹ tâm lý nhất năm 2022. Chúc mừng, vỗ tay đi, vỗ tay đi. Mẹ tôi kiểu. Mẹ ơi, mẹ cho con 5.000 con đi chơi với người yêu đúng không ạ? Cái gì cơ? Đi chơi với người yêu mà xin hẳn 5.000? Vâng ạ, mẹ thấy con biết tiết kiệm cho gia đình không? Đi chơi gì mà hết tận 5.000? Mày dẫn bạn gái ra công viên đi dạo chán chê mê mỏi rồi về có phải đỡ tốn kém không? Ơ kìa mẹ, kể cả thế thì đi dạo xong khát nước cũng phải đưa đi uống chặt chanh chẳng quất gì chứ. Nhà mình thiếu nước à mà phải dẫn nó đi đâu xa? Đưa nó về đây mà uống. Nhưng mà nhà mình có mua nước lọc uống nhà tuyệt có vị gì đâu. Thế thì trong bếp có chai nước mắm kia kìa. Còn mà mày thích dậy vị hơn ý thì có bát mắm tôm trưa nay tao ăn kem chấm dở trên bàn. Úi dồi ôi, thôi bỏ qua chuyện nước nôi. Bé nhất thì con cũng phải dẫn bạn đi ra chỗ nào nhìn lãng mạn ngôn tình chứ. Ồ hay, nhà mình thiếu gì đâu. Thích thì lên thẳng tầng thượng mà ngắm hoàng hôn trời sắp tối. Là bao đẹp, bao lãng mạn luôn. Thôi con nghĩ kỹ rồi, con ở vậy đến già mẹ ạ. Bố mẹ ơi, nguy to rồi. Ủa ơi, làm gì bố hoảng thế con? Cứ bình tĩnh đã, làm như bố mày lấy 400 triệu trong két của mẹ không bằng. Chuyện đấy thôn mình á, chả biết là mẹ. Quan trọng 7 giờ tối nay con đi chơi với bạn rồi mà bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi đấy này. Mày đùa tao à? Còn tận 7 tiếng nữa mà mày không chuẩn bị xong hả cô? Dạ tại con còn bao nhiêu việc phải làm, nào là giày đồng, đọc truyện Conan và cây đèn thần, dắt cá đi dạo, nghe nhạc của Jackie Chan. Thôi mày cứ trình bày dài dòng văn tự là gì, đằng nào tao cũng có cho mày đi đâu. Ơ, sao lại thế à? Thôi để cho nó đi chơi bạn bè cho khuây khỏa ông ạ. Tuần trước nó vừa được 10 điểm môn thể dục đấy. Thế bà không biết là thằng Hoàng nó sợ bà nên đưa bài kiểm tra môn sinh và môn lý không điểm cho tôi ký à? À, giỏi thể dục mà sinh lý lại kém ạ. Ở nhà. Nhưng mà đấy là tại biết trình bày. Vâng ạ. Quả này nốt không trôi rồi, còn vài tiếng nữa là phố đèn đèn rồi mà vẫn chưa qua được ải phụ huynh như này. Phải làm sao giờ? Ôi. 5 giờ chiều rồi bà còn chưa cơm nước gì à mà cứ đứng đấy thử đấm thế. Ờ, từ từ, 2 phút nữa tôi ra đâu. Nhanh lên, tôi đói lắm rồi. Thiếu tướng bắt xe, cuốn chiếu giải run. Ồ, bộ môn thể thao yêu thích của mình ư? Bà ơi, tôi quên mất là tôi đang trong chế độ ăn kiêng. Tối nay cắt cơm của tôi nha. Thấy hàng xóm chơi cá ngựa là tớt cả lên. Nay ăn kiêng xong mai lại làm 4-5 cân ghẹ chứ gì. Ui, chị nào trong xóm nhảy aerobic nhỉ? Mình phải ra trình diễn popping cho chị nể mới được. Chiếu tướng hết cơ. Hẹn tao hẹn với cùng nguyên cả bạn đi để gì nữa. Yes. Ông bạn đúng là chiến thần tinh kế, ông tổ tâm lý, đại đội trưởng trung đoàn bố trí. Ui giời, ông bạn cứ nói quá, mấy cái chuyện này ấy, tôi xử lý phát một. Thôi anh em mình còn chờ gì nữa, đi thôi. Hôm nay tao được mẹ cho một vét đi chợ, mà 5.000 đã đủ một bữa cơm cho 5 người ăn vô tư rồi. Cho còn lại anh em quẩy thoải mái. Ờ, được, được, được. Ui, chiến quá nhờ. Ô, anh em mình làm gì mà ra lông nỗi này nhở, quá đáng thật đấy. Tao thấy cũng đúng đấy mẹ. Đúng đấy, đúng thế nào? Thế mày không nhớ tuần trước tao với mày đánh 50C gãy đôi cả cái bàn à? Ui, tao thấy họ làm thế cũng đúng đấy mẹ. Hay là anh em mình ăn kẹo lạc chấm nấm tôm đi. Món khoái khẩu của tao. Ờ thì đi thôi. Cô ơi, cho cháu hai cốc nhân trần với chục cái kẹo lạc nhá. Ở đây có luôn hai em ơi. À với cả cho cháu thêm hai bát mắm tôm nữa. Cái thằng này bị làm sao đấy? Cô cho cháu chục bát chấm nó mới đã. Ui. Thôi tao nghĩ anh em mình đi chơi thế đủ rồi đấy. Chứ ai cũng chào đón nhiệt tình như này mệt lắm. Ờ, à, thế để tao đưa mày lên nhà rồi về làm nốt 400 đề văn đang đợi ở nhà nữa. Té rồi. Thôi xong rồi, bố mẹ tao canh gác ngay giữa cửa kia biết vào thế nào bây giờ. Tao mày làm sao đấy? Ê tao bảo, đầu mày cứ có mùi thung thủ giống vị tất thùng bách ấy. Ờ thì tại con trai dầu gội dùng hết từ hồi học mẫu giáo. Mà mẹ tao cứ đong nước vào dùng tiếp thì chật thế. Ui dồi ôi, tưởng gì. Thế thì mày hãy dùng chai dầu gội và tắm hương nước hoa mai men này đi. Gương sang trọng quyến rũ. Đã thế còn 5 trong 1. Vừa tắm gội xả vừa dưỡng tóc hương nước hoa. Đúng với tiêu chí tiết kiệm từng xu của mẹ mày luôn nhá. Đặc biệt phiên bản giới hạn Dương Triều Vũ. Ngoài hai chai mai man này còn tặng thêm túi đeo chéo thời trang nữa nhá. Ui, được quá nhỉ. Ừ, được quá con nhỉ. Ở cái thằng này, ai là con mày hả Cường? Hả? Ủa? Ờ, thôi tao về trước rồi nhá. Đi đâu rồi đấy, cô ở lại làm ăn thời bác cái đã. Dạ nhà cháu con mẹ trẻ con già, bác cho cháu cơ hội. Mày ôi, đã tính toán kỹ nước thế rồi mà vẫn bị cuốn vào con hậu. Vào
giờ thắng bác được 5 ván cho hãng về nhá con. Thôi con ạ, để mẹ vào mẹ gọi cho mẹ đường Cường, cho nó chuyển hộ khẩu qua đây ở luôn.